Anh này nè, nhưng mà ở dưới mình, ở dưới mình mới đủ. Lên Đà Lạt lạnh quá, nó đổ đỏ được. Không có đâu, nó bị hư sẵn đây nè, bình đoàn ống đèn ở dưới mình, ở dưới mình là nó mới ra được vậy, đúng không? Ở đây nó lạnh quá, nó không có đỏ được, đúng không? Không có đỏ được, bình thường ông đẹp cái kia chút xíu là nó đỏ rồi, phải không? Độ ngoài này sao bằng cái nhiệt độ máy? Cái bôi này sao vậy? Cái bôi này sao vậy ta? Nó lạnh, trời lạnh. Trời lạnh đó. Nó bị dính quá.